Trần Quốc Toàn sinh năm 1267 là con trai của Trung Thành Vương nên được phong là Hoài Văn Hầu. Quân dân Đại Việt đã giành thắng lợi tưng bừng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Biết rằng giặc Nguyên Mông không bao giờ từ bỏ giấc mộng thôn tính Đại Việt, triều đình nhà Trần tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó. Đó là lý do mà vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than vào tháng 10 năm 1282, khởi đầu cho câu chuyện bóp nát quả cam trong lịch sử của Trần Quốc Toàn. Hội nghị này bao gồm quan lại, vương hầu và đích thân được vua Trần chủ trì. Do mới 16 tuổi nên Trần Quốc Toàn không được mời dự hội nghị. Tuy vậy, Trần Quốc Toàn vẫn tới bến Bình Than, đòi được vào dự hội nghị. Bị lính canh chặn cửa, Trần Quốc Toàn hỏi: "Ta là Hoài Văn Hầu, quan gia truyền gọi tất cả vương, hầu tới họp. Ta là hầu, cớ sao không cho vào?" Thấy chuyện ầm ĩ bên ngoài, Trần Nhân Tông hỏi ra mới biết chuyện. Bèn cho người mang ban cho Hoài Văn Hầu một quả cam và khuyên Hoài Văn Hầu lùi bước vì chưa đến tuổi bàn việc nước. Quốc Toàn trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Trở về từ hội nghị Bình Than, Hoài Văn Hầu vẫn quyết tâm tìm cách đánh giặc cứu nước. Chàng thiếu niên có vóc dáng vạm vỡ hơn người, do sớm thao luyện võ nghệ bèn quy tập gia nhân, trai tráng trong vùng được hơn 1.000 người, rèn luyện binh khí, tích trữ lương thảo, ngày đêm luyện võ tập trận. Trần Quốc Toàn còn cho thêu một lá cờ lớn hơn 6 chữ vàng: "Phá cường địch, báo hoàng ân". Cuối tháng 2 năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt tấn công Đại Việt. Trong các trận chiến chống giặc ngoại xâm, Trần Quốc Toàn thường dẫn quân xông lên trước lính triều đình, tả sùng hữu đột đương đầu trực tiếp với thế giặc đằng mạnh. Lá cờ thêu 6 chữ vàng của Trần Quốc Toàn xuất hiện trên nhiều mặt trận, góp phần quan trọng làm chậm bước tiến của quân Nguyên. Năm 1285, Hoài Văn Hầu cùng các tướng lĩnh theo quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, thượng tướng thái sư Trần Quốc Khải và triều văn vương Trần Nhật Duật đốc quân ngược ra Bắc để phản công giặc. Những chiến thắng liên tiếp có công sức không nhỏ của Trần Quốc Toàn khiến quân giặc liên tục vỡ trận phải tháo chạy, trong đó có chiến thắng lịch sử ở Trường Dương Độ. Trần Quốc Toàn cùng đội quân thiện chiến và lá cờ thêu 6 chữ vàng hòa cùng đại quân triều đình vây khốn quân Nguyên ở thành Thăng Long, khiến cho Thoát Hoan phải mở đường máu qua sông Hồng để tháo chạy. Trần Quốc Toàn lại dẫn quân truy đuổi tới bờ sông Như Nguyệt thì đón đầu được quân Nguyên, không địch nổi với Trần Quốc Toàn, không vượt sông Như Nguyệt được, quân Nguyên phải tháo chạy lên Vạn Kiếp. Chàng thiếu niên dũng mãnh Trần Quốc Toàn quyết truy đuổi tới cùng. Tuy nhiên, trong lúc truy đuổi, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn không may hy sinh. Tuy tử trận, nhưng Trần Quốc Toàn đã góp công không nhỏ trong sự thành công của cuộc tổng phản công của quân đội triều đình, quét sạch bóng xâm lam chỉ trong vòng khoảng 20 ngày đêm. Nhận được tin Hoài Văn Hầu tử trận, Trần Nhân Tông rất đỗi thương tiếc. Khi đất nước sạch bóng giặc, nhà vua cử hành tang lễ rất trọng thể, đích thân làm văn tế và truy tặng Trần Quốc Toàn tước Hoài Văn Vương. Trần Quốc Toàn đã đi vào lịch sử với lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước, dám hy sinh mạng sống vì dân tộc của mình.